lại với Bom Kitchen and More. Và các bạn ơi, ngày hôm nay Bom sẽ giới thiệu đến các bạn một cái món ăn cũng rất là nhanh, gọn lẹ và dễ thực hiện, đó chính là tôm xào với măng tây. Và nguyên liệu chính Bom chuẩn bị gồm có là tôm, một ít măng tây, một quả chanh, một miếng gừng và một số những gia vị như là một ít hạt nêm, một ít muối, một ít bột ớt, một ít đường, một ít nước tương và cuối cùng là một ít tỏi đã băm nhuyễn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đến công đoạn đầu tiên, đó chính là chúng ta sẽ làm sạch tôm. Trước tiên là tôm thì ở đây Bông sẽ lột vỏ. Tôm các bạn lột bỏ đầu, nhưng mà các bạn lấy lại cái phần này, phần gạch của tôm, chứ là các bạn giữ lại cái phần gạch tôm này thì một hơi nữa các bạn xào thì nó cũng sẽ rất là ngọt. Sau khi mà các bạn lột vỏ tôm thì chúng ta sẽ tiến hành đến bước tiếp theo, đó là chúng ta sẽ gỡ bỏ cái lớp chỉ tôm đó. Và cái món này rất là thích hợp vào cho các bạn nấu vào những cái dịp, những cái mâm cỗ, tại vì nó rất là sang trọng. Xong rồi Bông đã làm sạch xong tôm. Sau khi đã làm tôm xong thì bây giờ tới lượt công đoạn tiếp theo là Bông sẽ ướp tôm. Bông sẽ bỏ vào đây một ít đường, một xíu muối, một xíu hạt nêm, một xíu bột ớt, một xíu tỏi đã băm nhuyễn. Sau đó ta sẽ trộn đều tôm và gia vị. Những con tôm rất là uống nu, rất là ngon. Và sau khi đã ướp và trộn đều tôm thì bây giờ Bông sẽ để qua một bên và để cho nó ngấm cái gia vị. Tiếp đến là Bông sẽ sơ chế tới gừng. Tiếp đến là Bông sẽ sắc gừng. Gừng thì các bạn sắc sợi dài nhỏ nhỏ. Tiếp đến là Bông sẽ cắt chanh. Tiếp đến là Bông sẽ lập tới măng tây. Măng tây thì các bạn sẽ cắt khúc nhỏ vừa. Bông thấy là măng tây thì được các bạn ở nước châu Âu rất là ưa chuộng. Ngọt hơn thì các bạn sẽ sắc nhuyễn thiệt nhuyễn luôn nha. Và sau khi mà đã sơ chế xong rồi thì Bông được một cái dĩa nguyên liệu như thế này: măng tây, một miếng chanh, gừng đã băm nhuyễn thái sợi và một ít ngò thơm. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào nấu, nấu chảo. Sau khi mà chảo đã nóng thì Bông sẽ cho vào đây một ít dầu ăn. Và các bạn ơi, sau khi mà dầu trong chảo đã nóng thì chúng ta sẽ cho vào đây một ít tỏi. Và ta sẽ bỏ vào trong đây một ít gừng đã băm nhuyễn. Các bạn xào cho đến khi nào mà chúng ta hửi được cái mùi thơm của tỏi và cái mùi thơm của gừng thì chúng ta sẽ ngưng lại. Kế tiếp là Bông sẽ cho măng tây vào. Sau khi cho măng tây vào thì Bông sẽ cho vào đây một ít nước tương, một xíu đường. Và tiếp đến là Bông sẽ cho tôm vào. Và sau khi mà các bạn cho tôm vào một xíu thì chúng ta sẽ dắt chanh lên. Ta sẽ xào cho đến khi nào mà tôm nó từ thẳng như thế này, nó quéo như thế này là được. Và các bạn ơi, sau khi mà tôm đã quéo tròn, cuộn tròn lại hết thì chúng ta sẽ tắt bếp. Và cuối cùng là chúng ta sẽ cho lên đây một ít ngò thơm.
các bạn ơi, thế là cái món tôm xào với măng tây của Bon đã hoàn thành một cách xuất sắc mà rất là đẹp mắt luôn. Còn bây giờ thì Bon mời các bạn hãy cùng ăn và thưởng thức với Bon nha. Nhìn rất là tây, rất là đẹp luôn. Bon sẽ ăn thử một miếng măng tây. Măng tây rất là non, rất là ngon. Bon sẽ thử ăn một con tôm. Tôm rất là cay luôn, rất là thơm, cái mùi gừng và bột ớt nữa. Còn măng tây thì khi mà chúng ta cắn vào thì nó giòn giòn, và cái vị cuối cùng của nó để lại là một chút cái vị nó hơi đắng đắng một xíu, nhẹ nhẹ thôi. Bom cảm nhận được là cái thịt tôm đây các bạn thấy không, tôm vừa chín tới và không bị quá khô, rất là mềm, rất là ngon. Và cái vị gừng á thì ăn vào nó hơi cay cay the, rất là thơm cái vị gừng, và gừng thì có tác dụng là giải cảm rất là tốt, và cả cái vị tiêu nữa. Ngoài ra thì còn có bột ớt cay cay làm tăng thêm cái hương vị của cái món ăn nữa. Một cái món rất là tuyệt luôn, và rất là ngon, rất là sang trọng. Các bạn cũng có thể nấu cái món này chúng ta vào những cái dịp là những cái mâm cỗ hay là những cái dịp ngày lễ gì đó, các bạn nấu cái món này để chúng ta ăn cũng như là chúng ta đãi gia đình của chúng ta, rất là ngon. Và Bông rất là thích cái món này, và cứ mỗi lần nấu ăn như vậy thì Bông lại học thêm được những cái món ăn ngon Bông rất là thích. Còn các bạn thì các bạn có thích hay không, Bông nghĩ là chắc là các bạn cũng sẽ thích, đúng không? Bằng cách là các bạn hãy cho Bông xin một like, share và hãy nhớ đăng ký kênh của Bông nha. Bông cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những tập tiếp theo của Bon Kitchen. Bye bye các bạn ơi, các bạn hãy nấu thử đi, rất là ngon. So good.